Chào các bạn, trong cái khóa học đọc luyện dịch GPT N2, N1 năm nay thì là mình có thử một cái hình thức mới, đó là quay sẵn các cái video và cùng nói về những cái kiến thức cơ bản hoặc là những cái định nghĩa cơ bản trong cái quá trình dịch thực tế. Và khi mà mình học cùng với nhau ở các cái buổi học online thực tế thì là chúng ta sẽ nắm bắt các cái định nghĩa này hoặc là các cái gọi là các cái điều cơ bản này để mà áp dụng vào trong thực tế. Và hôm nay mình sẽ đến cái bài đầu tiên nói về cái cách để hiểu mọi loại câu trong tiếng Nhật. Nói về cái phần này thì là chúng ta sẽ học trong suốt quá trình học và chúng ta sẽ đi luyện lại cái quy tắc này để mà hiểu được tất cả các loại câu thì mình thường hay phân tích như thế nào. Và mình sẽ nói về overview tất cả những cái điều đó trong cái buổi ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng đi luyện tập và thực tế trong những cái buổi mà mình học trực tiếp. Đầu tiên là trong tiếng Nhật thì ai cũng biết rồi, mình sẽ có ba cái loại câu. Thứ nhất đó là câu động từ, rồi câu tính từ và câu danh từ. Thì ba cái loại câu này, đầu tiên thì là chúng ta sẽ cùng đến về phần ngữ pháp trong tiếng Nhật. Tiếng Nhật của mình thì cũng giống như kiểu tiếng Việt, nó cũng sẽ có chủ ngữ và vị ngữ, nhưng mà nó chỉ hơi khác một chút là cái cách sắp xếp giữa tiếng Nhật và tiếng Việt thì nó hơi ngược nhau. Ví dụ như trong tiếng Việt thì ghi là bạn Hồng đi đến trường chẳng hạn, nhưng mà trong tiếng Nhật thì sẽ là bạn Hồng trường và đi đến, đúng không? Thì nó sẽ đổi cái động từ nó ở cuối câu. Thì trong tiếng Nhật ấy, từ cái câu chính của mình là câu chủ ngữ và vị ngữ thì là khi mà phân tích ra ba loại câu trong tiếng Nhật thì nó chỉ có ba loại câu chính, là nó sẽ phân chia theo cái vị ngữ đi đằng sau. Nếu như mà vị ngữ của mình nó là danh từ thì cái câu của mình nó là câu danh từ. Nếu mà vị ngữ của mình là tính từ thì câu của mình sẽ là câu tính từ. Còn nếu mà vị ngữ của mình là câu là động từ thì nó sẽ là cái câu động từ. Về cơ bản thì mình sẽ nhìn vào ba cái ví dụ sau đây. Vị ngữ của mình ở cái câu đầu tiên là gakkō e ikimashita là động từ, nên là câu này sẽ là câu động từ. Kakkoi là tính từ, vậy câu này là câu tính từ. Và ngược tiếp đến là cái câu số 3 là danh từ thì sẽ là câu danh từ. Rất là đơn giản đúng không ạ? Thì bây giờ có một cái mà khi mà mình đọc hiểu của GPT, một cái quy tắc cơ bản và xuyên suốt trong tất cả các cái bài đọc mà mình dịch, đó là cái cách mà mình nhận biết chủ ngữ. Thì cái cách mà nhận biết chủ ngữ ở dạng đơn thuần nó chính là wa rồi ga rồi mo rồi te wa, đúng không, rồi tối ưu của tu wa rồi bai wa, thì nó là những cái quy tắc cơ bản rồi, ai cũng sẽ biết. Và có một cái quy tắc nữa mà chúng mình cần phải để ý và luôn luôn nhắc trong đầu khi mà đọc, đó là nếu mà không có chủ ngữ thì có cái quy tắc là các cái câu gần nhau thì chủ ngữ sẽ giống nhau. Bây giờ mình sẽ đi đến một cái ví dụ. Thứ nhất là Nihon ni wa mukashi kara mushi hoshi という習慣があります. Thì mình sẽ đi đến câu này là gì? Ở Nhật Bản thì có cái thói quen từ xa xưa gọi là cái thói quen là mushi hoshi, thì nó chính là phơi phóng quần áo đấy. Tiếp đến này, kimono no shitsuke o tori mushi ya kabi nado o fusegu tame no mono desu. Vậy là cái câu này kết thúc là mono desu đúng không? Và câu này là câu danh từ. Với câu danh từ thì chắc chắn nó sẽ là A là B. Vậy cái A nó là cái gì ạ? Cái A nó chính là chủ ngữ. Mà trong cái câu số 2 này của mình chủ ngữ nó có không ạ? Hiện tại bây giờ nó đang không có. Vậy cái quy tắc của mình là gì? Các câu gần nhau chủ ngữ sẽ giống nhau. Vậy câu đằng trước của mình chủ ngữ ở đây nó chính là cái thói quen mushi hoshi, là thói quen phơi phóng đồ đạc hoặc là phơi phóng quần áo. Thì ở cái câu số 2 là cái câu danh từ là mono desu. Vậy là mình sẽ hiểu phơi phóng quần áo là cái thói quen, là cái mono, là cái thói quen mà mình sẽ shitsuke otori, là mình sẽ lấy đi hết độ ẩm của quần áo để mà fusegu, để mà phòng tránh ẩm mốc và côn trùng đúng không? Tsuyu ga owatta 7月 gezun kara 8月 susun ni okonau koto ga oi desu. Và mọi người sẽ thấy không, gaoi desu thì nó chính là câu tính từ rồi, vì kết thúc của mình nó là tính từ, có là có rất là nhiều cái gì đó, vậy là mình sẽ dịch là cái gì đó rất là nhiều. Vậy là cái việc mà tiến hành đúng không, là
tiến hành nó vào đầu tháng 8 và cuối tháng 7 khi mà kết thúc mùa mưa ấy, thì nó được thực hiện nhiều vào cái khoảng thời gian đó, hay còn gọi là cái chủ ngữ ở đây nó vẫn là cái việc phơi phóng quần áo, mushi hoshi. Như vậy là chủ ngữ của ba cái câu này nó đều nói về một chủ đề, đó là mushi hoshi. Và các cái câu của mình thì nó sẽ là câu danh từ và câu tính từ, được chưa? Tiếp đến là gì? Tsuyu no aida ni kimono ga shitsuke o fukunde shimau kara desu. Bởi vì rằng là sao ạ? Bởi vì rằng là quần áo của mình trong suốt cái mùa mưa ấy, thì nó sẽ chứa cái độ ẩm, nên là mình thực hiện cái việc như thế. Thì đây là cái trình độ ở N3 là Speedo Master Tokai, thì nó đã có những cái câu kiểu dạng như thế này rồi, và mình sẽ phân tích theo cái kiểu như thế và áp dụng cho các cái trường hợp N2 và N1 cũng tương tự như vậy. Các câu gần nhau thì chúng cũng sẽ giống nhau, và chúng ta sẽ còn lặp đi lặp lại cái này rất là nhiều lần. Tiếp đến là có một cái quy tắc nữa mà mình muốn nhắc với các bạn, đó là cái mệnh đề danh từ. Thì như lúc nãy chúng ta đã biết ba loại câu trong tiếng Nhật, đó là câu danh từ, câu động từ và câu tính từ, đúng không? Thì cái câu danh từ, động từ hay tính từ ấy thì nó phụ thuộc vào vị ngữ. Bây giờ vị ngữ là danh từ thì là câu danh từ, vị ngữ là động từ thì là câu động từ, mà vị ngữ là tính từ thì là câu tính từ. Tuy nhiên với cái câu đơn giản thì nó sẽ là đơn thuần, nó chỉ là danh từ, động từ và tính từ. Nhưng khi mà đến những cái câu phức tạp hơn thì là nó sẽ có các cái mệnh đề danh từ, hay là các cái cụm danh từ, hay là các cái mệnh đề định ngữ, nó được nối với nhau bởi một cái động từ, một tính từ hoặc là một danh từ với một danh từ khác. Bây giờ mình ví dụ này, cái câu đầu tiên của mình ấy là đây là cái bông hoa mà tôi được tặng từ anh ấy, hoặc là cái bông hoa mà tôi nhận từ anh ấy, đúng không? Thì cái morata ở đây nó chính là động từ, đi với cái danh từ đằng sau là cái bông hoa mà được anh ấy tặng. Tiếp đến bên dưới cũng như vậy, tương tự như vậy, thì morata là động từ, takai là tính từ, kire là tính từ và chiripu là danh từ. Vậy là mệnh đề danh từ của mình ấy, hay là cụm danh từ của mình ấy, nó sẽ có thể là động từ kết hợp, tính từ kết hợp hoặc là danh từ kết hợp. Và mình sẽ nhớ ba cái dạng kiểu mệnh đề danh từ như thế này để áp dụng và nhìn vào công câu. Đây là cái dạng thức đơn giản nhất này. Thì mình sẽ đến cái mệnh đề danh từ, nó sẽ xuất hiện ở đâu? Cái câu nói của mình trong tiếng Nhật sẽ có ba loại câu. Thì nhắc lại với các bạn là ba loại câu. Thì ba loại câu đấy nó sẽ có hai thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ. Thì trong cái slide này nó chính là xuất hiện ở chủ ngữ, mệnh đề danh từ của mình sẽ xuất hiện ở chủ ngữ. Thì mệnh đề danh từ của mình là gì? Watashi no shumi là danh từ kết hợp với danh từ, sở thích của tôi. Tiếp đến là gì? Utau koto là danh từ hóa của cái động từ, hay còn gọi utau là động từ, koto thì là danh từ. Vậy là mệnh đề danh từ là cái việc hát, đúng không? Cái sở thích hát, đúng không? Tiếp đến là kaigi ga aru koto thì là cái việc mà mình có cái buổi họp đấy, thì là được thông báo, đúng không? Tôi được thông báo rằng là có cái buổi họp. Thì cái mệnh đề danh từ của mình ở đây xuất hiện ở chủ ngữ. Thế nên là khi mà mình đọc một cái câu trong 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 đọc hiểu, đúng không? Thì cái việc đầu tiên là mình phải đi tìm chủ ngữ, đúng không? Và đi tìm chủ ngữ thì mình sẽ xem là cái chủ ngữ đấy nó được kết hợp bởi các cái mệnh đề danh từ nào, các cái cụm danh từ nào. Nó có phải là động từ kết hợp với danh từ không, hay là tính từ kết hợp với danh từ, hay là danh từ kết hợp với danh từ. Thì bây giờ mình sẽ đến cái trường hợp thứ hai là nó xuất hiện ở vụ vị ngữ, thì cũng tương tự như vậy. Ở đây sẽ là vị ngữ là của mình là gì? Kanin gu shite ru koto mimashita, hoặc là shiwase ni suru koto yakusoku shimashita, thì nó đều là cái mệnh đề danh từ xuất hiện ở vị ngữ cả. Bây giờ mình sẽ đến với lại cái câu ví dụ, đúng không? Thì ôn lại một tí là cái câu của mình ở đây nó là câu gì ạ? Chủ ngữ là kanzo hóa và kết thúc của câu nó là monodes. Vậy câu này là câu danh từ. A là B, đúng không? A là B, vậy cảm giác của mình nó là cái thứ như thế nào đấy? Thì cái siêu cẳng, xuyên cẳng của Tony Card ở đây nó chính là cái mệnh đề danh từ, hay còn gọi là nó kết hợp giữa kawaru và mono. Mệnh đề danh từ của mình ở đây nó chính là cái cảm xúc, nó là cái thứ mà được thay đổi theo thời gian, thay đổi theo từng khoảnh khắc theo thời gian. Thì cái kawaru ở đây là động từ kết hợp với cái mono thì là cái thứ mà thay đổi theo theo thời gian. Thế bây giờ mình sẽ đọc một cái bài GPT một trong một cái câu GPT N1 thì mình sẽ đọc như thế nào. Sho o yomu to iu koi ga ningen no seichou ya
知的能力構造に必須のものであることを、価値体の境は経験法則的に理解していたのではないだろうか。 Thì trước khi mà mình đọc một cái câu, bất kể là câu dài hay câu ngắn, thì mình sẽ phải đi tìm chủ ngữ đầu tiên, đúng không? Thì chủ ngữ của mình ở đây nó chính là cái gì? Nó là wa, nó là ga, đúng không? Nhưng mà cái câu này nó hơi khác biệt một chút. Đó là khi mà mình nhìn một cái câu tiếng Nhật ấy, thì khi mà mình nhìn ra được cái chủ ngữ rồi ấy, thì mình đã phải đi nhìn cả về cái kết thúc câu, nó là cái dạng danh từ, động từ hay là tính từ nữa. Thì trong cái câu này mình sẽ nhìn là từ cuối câu lên, thì nó chính là li kai ste ta no deu anai da rou ka, là phải chăng là chúng ta đang hiểu cái gì đó, đúng không? Hiểu thì là động từ rồi, vậy là hiểu cái gì? Thì cái từ li kai ở đây này, cái động từ này thì luôn 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 itsumo tsuneni, là lúc nào nó cũng phải đi với cái trợ từ ố, được chưa? Vậy mình sẽ đi tìm cái ố gần nhất cho nó. Vậy cái ố của mình ở đây nó chính là li kai, cái ố này là deharukoto rồi, đúng không? Rồi hisinam mono de harukoto rồi, đúng không? Giờ mình lại nhìn tiếp thêm một số các cái khác nữa, như là có cái từ ya, rồi có cái từ gã ở đằng trước, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dịch như thế nào? Bây giờ mình sẽ hiểu cái câu như thế nào? Là kachite no sakai wa là chủ ngữ rồi, đúng không? Chủ ngữ của mình nó là wa, nó là gã. Thì đừng có bạn nào nhầm cái koi gã ở đây nó là cái chủ ngữ chính. Vì là mình phải thêm một cái bước nữa là xác định chủ ngữ rồi, mình phải xác định xem là cái động từ hay là cái kết thúc câu của mình nó là cái như thế nào nữa, thì mình mới xác định được chủ ngữ chính xác. Và cái gá ở đây này nó chỉ là cái chủ ngữ con thôi, và nó là cái chủ ngữ phụ thôi, chứ nó không phải là cái chủ ngữ chính của cái câu này. Vậy là cái phương pháp duy nhất và thường là bắt buộc cho cái việc đọc dịch tiếng Nhật, đó là mình dịch từ cuối câu lên thôi, đúng không? Mình sẽ đi tìm từ cái từ, mình dịch từ cuối lên, nhìn từ cuối lên và nhìn theo cụm thì nó sẽ ra. Cái này thì cần chúng mình sẽ phải có cái việc là đọc đi đọc lại nhiều lần, và mình nó sẽ hình thành cho mình một cái thói quen là mình nhìn câu từ cuối lên và nhìn theo cụ. Vậy là mình sẽ dịch là gì nào? Cái nếu như trong trường hợp ở trong cái câu này mà mình chưa có xác định được chủ ngữ ngay là kachite no sakai wa đi chẳng hạn, đúng không? Thì mình dịch từ cuối lên là gì ạ? Phải chăng là li kai ste ta, hiểu cái gì? Hiểu cái keken hosoku teki là hiểu theo cái phương pháp kinh nghiệm, hay còn gọi là theo kinh nghiệm thì làm sao đấy, đúng không? Theo kinh nghiệm thì là hiểu rằng là, phải chăng là theo kinh nghiệm thì hiểu rằng là, ai hiểu rằng là, thì ở đây nó có ngay cái kachite no sakai rồi, thì mình sẽ dịch luôn là gì? Phải chăng là cái xã hội ngày xưa, cái xã hội thời xa xưa thì đang hiểu theo kinh nghiệm rằng là, hiểu theo kinh nghiệm cái đế đự cô tô này này, đúng không? Hiểu theo kinh nghiệm rằng là đế đự cô tô là cái mono. Vậy mono nó là cái gì? Mono thì mình phải tìm cái gá ở đằng trước này, nó là cái cụm chủ ngữ con. Tại vì mono thì bao giờ nó cũng thay thế cho một cái cụm danh từ rồi, đúng không? Vậy là cái gá ở đằng trước ở đây nó chính là cái chủ ngữ con. Vậy là xã hội ngày xưa đang hiểu, xã hội thời xa xưa, hay là xã hội, phải chăng xã hội ngày xưa thì đang hiểu theo kinh nghiệm rằng là gì? Là cái hành vi đọc sách sổ yo mượn túi yêu cô ý, là cái hành vi đọc sách nó là đế a được cô tô, nó là một cái mono, nó là một cái hành vi hịt sư, là một cái hành vi bắt buộc để mà cô dô nâng cao cái năng lượng kiến thức và cái sự trưởng thành của con người, đúng không? Vậy là mình đã biết được cái câu này là câu động từ. Và khi mà nhìn thấy động từ thì mình phải đi tìm ố. Sau khi tìm ố xong, mình sẽ thấy cái mệnh đề danh từ là đế a đậu cô tô ở đấy, đúng không? Và khi mà thấy cái mệnh đề danh từ đấy thì mình lại đi tìm tiếp là cái chủ ngữ con, hay là cái cô y là cái chủ ngữ con của cái mệnh đề danh từ đấy. Trong cái cô y đấy thì nó lại bổ nghĩa bởi là tối ưu sổ yêu mự. Thì cứ phân tích dần 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 như vậy thì nó sẽ có cái mindset, hoặc là có cái thói quen là mình nhìn câu mình không bị cuống. Mình không có bị cuống. Thì những bạn mà tham gia cái khóa học của mình ấy, thì cũng có bạn nói rằng là sau khi mà học xong cái khóa học thì các bạn cảm thấy rằng là khi mà đọc các cái câu dài ấy, thì không có cuống. Có là mình đi mình phân tích từ từ dần dần thì rồi nó cũng ra thôi. Cảm giác như là có dài mấy thì dài thì mình cũng phân tích ra được, chứ mình không có bị cuống. Thì đấy là cái mà mình mong các bạn sẽ học được trong cái khóa học này. Tiếp đến thì mình có thể đến cái ví dụ này. Đó là boku wa tomari surukoto wa ichiban chikamichi da to shinjite yatte imasu. Thì mình sẽ thấy cái câu này kết thúc là câu động từ rồi, đúng không? Shinjite yatte imasu là tin tưởng và hành động. Cái từ bóp tê ở đây thì lại là thể thể tê thì nó sẽ là thứ tự 1, 2. Vậy là shinjite yatte imasu là tin và làm, đúng không? Gọi là tin và làm theo như thế. Thì mình sẽ thấy tiếp cái từ đà tố, đúng không?
tin rằng là cái gì đó, thì khi mà thấy đà tố một phát thì là mình sẽ hiểu à, tin rằng là ABCD đây. Vậy trong cái đoạn trên này mình lại thấy có một cái cụm nữa là cô tô hóa là chủ ngữ con này, và cái cô tô hóa này nó lại là cái mệnh đề danh từ là gì? Tô mari suru koto là động từ kết hợp với danh từ là mệnh đề danh từ của chủ ngữ này. Còn ichiban chikamichi là danh từ, vậy là A là B, được chưa? Vậy là thêm một cái bộc cư hóa nữa là chủ ngữ chính của cái câu này, tại vì shinjite ru này, kangae ru này, omou này thì nó thường đi với cái động từ chính là tôi, là chúng ta, đúng không? Là mọi người suy nghĩ rồi cân nhắc rồi tin tưởng gì gì đó, thì mình hiểu rất là bình thường thôi, là tôi thì là tin và làm theo rằng là gì, rằng là cái việc mà tomari là cái con đường vòng vèo nhất ấy, nó chính là cái con đường ngắn nhất. Đây là một câu nói của cầu thủ bóng chày Ichiro, ông ấy nói rằng là tôi tin rằng là cái con đường vòng vèo nhất lại là chính là cái con đường gần nhất, không có cái con đường nào gần cả, có không có con đường nào tắt. Bây giờ mình sẽ tiếp một cái câu nữa này, có là mình sẽ đưa ra nhiều các cái ví dụ khác nhau để các bạn hình thành được là đầu tiên là mình phải đi tìm chủ ngữ, sau đó mình phải đi tìm xem là cái câu đấy là câu danh từ, câu động từ hay câu tính từ, rồi dịch ngược lại các cái bổ ngữ ở phía trong. Trong các cái bổ ngữ phía trong thì mình lại tìm ra các cái mệnh đề con là mệnh đề danh từ. Thì ở đây nó là gì? Chủ ngữ của mình ở đây nó là jinsei no lekishi, là lịch sử cuộc đời hay còn gọi là bản thân. Vậy là mình sẽ dịch là gì? Lịch sử cuộc đời hay còn gọi là bản thân thì mình sẽ dịch là lịch lịch sử của bản thân thôi, đúng không? Lịch sử của bản thân thì cái jinsei no lekishi ở đây nó chính là mệnh đề danh từ này, danh từ một kết hợp với danh từ hai, và cái danh từ hai này là cái danh từ chính. Vậy là cái chính của mình là lịch sử của ai? Lịch sử của bản thân hay lịch sử của cuộc đời thì sẽ làm sao? Cuối câu kanose ga aru sẽ có khả năng gì? Có khả năng ô kích cự kawaru là khả năng thay đổi rất là lớn, đế bằng cái việc, đúng không? Bằng những cái điều chi sana koto, bằng những cái thứ rất là nhỏ. Hông toni chi sana koto là một cái điều rất là nhỏ. Những cái điều rất là nhỏ đấy như thế nào thì nó lại được bổ nghĩa bởi rằng là jibun ga kyo sentaku suru. Vậy là cái sentaku suru là động từ, đúng không? Hông toni chi sana koto là danh từ, đúng không? Vậy nó chính là cái mệnh đề danh từ của mình đấy. Đó chính là cái mệnh đề danh từ con đấy. Nên là mình cứ dịch từ cuối lên và phân tích thành từng cụm như thế thì nó sẽ ra. Mình sẽ dịch là gì? Lịch sử của bản thân có thể được thay đổi lớn chỉ bằng những cái điều thực sự nhỏ nhoi mà bản thân mình chọn hàng ngày. Ví dụ như là tà tuổi bà, đúng không? Ví dụ như là cái việc mình ăn gì trưa nay, hay là cái cuộc đời của bản thân mình mà mình bắt gặp đeo bởi cái buổi ăn đấy, thì nó cũng sẽ có thể thay đổi cuộc đời mình, đúng không? Thì sẽ nhìn vào động từ, nhìn vào các cái cấu trúc ngữ pháp câu, đề mố này, niyote hóa, và mình phân tích, mình tách dần dần ra thì nó sẽ ra một cái câu hoàn chỉnh. Vậy chung quy lại trong cái buổi ngày hôm nay, mình muốn các bạn nhớ cho mình ba nội dung. Thứ nhất đó là ba loại câu trong tiếng Nhật: Nhật, câu động từ, câu tính từ và câu danh từ. Vị ngữ của mình nó là động từ hay tính từ hay danh từ thì cái câu đấy nó sẽ là câu động từ, câu tính từ hay câu danh từ, đúng không? Đấy là cái việc đầu tiên mà mình phải nhìn khi mà nhìn câu. Thế nên là có một cái quy tắc là mình nhìn từ cuối lên, là vì như vậy. Từ cuối lên có nghĩa là cái phần cuối câu của mình nó là cái gì, thì cái câu của mình nó sẽ phụ thuộc vào cái cuối câu đấy, và mình sẽ nhìn từ cuối lên là cái cách basic nhất rồi. Tiếp đến là cái quy tắc thứ hai, đó là khi mà mình nhìn một câu thì ngoài cái việc mà nhìn từ cuối câu nhìn lên thì mình phải nhìn được cái chủ ngữ của câu. Nhưng mà chủ ngữ của câu trong tiếng Nhật thì rất hay bị lược đi, và mình sẽ nhìn với cái quy tắc là các câu gần nhau thì chủ ngữ sẽ giống nhau. Cái quy tắc thứ ba mà mình muốn các bạn nhớ trong cái bài này đó là cái mệnh đề danh từ. Mệnh đề danh từ của mình nó sẽ xuất hiện ở các cái vị trí khác nhau. Nó có thể xuất hiện ở chủ ngữ hoặc có thể xuất hiện ở vị ngữ. Và mình sẽ phải nhìn ra được là các cái mệnh đề danh từ đấy nó xuất hiện ở đâu trong câu và nối nó lại với nhau bằng cấu trúc ngữ pháp. Khi mà nhìn vào các cái mệnh đề danh từ thì mình sẽ nhớ có ba cái loại cơ bản, và nó chỉ có ba loại này thôi. Đó là động từ kết hợp với danh từ,
tính từ đuôi y hoặc đuôi na kết hợp với danh từ, hoặc là danh từ kết hợp với danh từ, đúng không? Thì mình hãy nhìn vào những cái cụm con này, phân tích, bóc tách nó ra và để có thể hiểu câu từng đoạn nhỏ và nối nó lại với nhau thành một câu lớn. Và đây là cái quy tắc cơ bản và bất di bất dịch trong bất kể ai mà đang và đã học tiếng Nhật cũng như là học đọc sao cho nó chỉnh chu và có thể phân tích một cách dễ dàng nhất có thể. Và bài hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn các bạn trong buổi tiếp theo, mình sẽ cùng phân tích những cái quy tắc này trong bài thực tế đọc của GLPT. Xin chào và hẹn gặp lại.